quyết đầu tiên của mình là làm bạn với nhau, đồng ý là tình yêu phải cao xuyến, phải đam mê, phải tránh bỏ, vân vân, mây mây. Nhưng trước tất cả những cái đó thì hai người cần phải là bạn bè của nhau đã. Tức là có thể nói chuyện với nhau, có thể chơi với nhau, có thể chia sẻ với nhau những cái gì nó đời thường nhất. Một tình yêu lâu dài sẽ không chỉ có nến và hoa và bữa tối nhìn xuống thành phố và những câu chuyện yêu đương các bạn ạ. Một tình yêu lâu dài nó sẽ trở thành cuộc sống của bạn. Nếu hai người cảm thấy vui và cảm thấy mình có một người bạn khi ở cạnh người kia, bất kể trong hoàn cảnh nào, ở nhà hay là ngoài đường, đi chơi và đi làm, lúc chỉ chu nhất cũng như là lúc lôi thôi nhất, thì đó là khi mà bạn có một người bạn đời. Và đây là mấu chốt quan trọng. Người yêu của bạn cần phải là một người bạn chia sẻ cuộc sống với bạn. Nhiều người thường nghĩ lúc cưới sẽ thành bạn đời, tại vì lúc đấy kiểu gì chả phải ở với nhau cả đời đúng không? Không phải. Người bạn đời của bạn là người chia sẻ cuộc sống với bạn một cách tự nhiên nhất, chứ không phải tính toán xem là bây giờ quen nhau bao lâu thì cưới để cho nó chắc chắn ổn định, khóa được người kia lại. Không phải như vậy không? Khi đã thương nhau rồi thì sẽ tự mong muốn và thích chia sẻ cuộc sống hàng ngày cùng với nhau như hai người bạn, chứ không cần tính toán quá về những cái sự cam kết trên giấy tờ. Bí quyết thứ hai của mình là đừng bao giờ nghĩ yêu nhau cưới nhau là hai người phải hòa làm một. Đã là hai cá thể khác nhau thì không thể hòa làm một được. Cái này là theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, để mình giải thích kỹ hơn. Khi mà bạn kỳ vọng hai người phải hòa làm một ấy, thì bạn sẽ nghĩ hạnh phúc của bạn là trách nhiệm của người kia và ngược lại. Những cái kỳ vọng đó là những cái kỳ vọng không thực tế và sẽ dẫn đến hậu quả là một người sẽ luôn cảm giác là mình đang hy sinh với người kia, và từ đó áp đặt người kia phải theo ý mình để đáp lại những cái sự hy sinh của mình. Và cái đó là nguồn gốc của sự nghi ngờ và ghen tuông, dẫn đến một mối quan hệ bất hạnh lâu dài cho cả hai phía. Bạn có thể làm cho người kia vui, bạn có thể mang lại những điều tốt đẹp cho người kia, nhưng bản thân hai bạn là hai cá thể hoàn toàn khác biệt và cần phải có niềm vui riêng. Cuộc sống của cá nhân bạn phải là một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đã, và người kia cũng thế. Hai người với hai cuộc sống hạnh phúc riêng khi đến với nhau, chia sẻ từng ngày cùng nhau, ở bên cạnh nhau thì mọi thứ lúc đầu nó sẽ nhẹ nhàng. Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, nhưng mà mình thực sự tin rằng mình là một người độc lập tự do hạnh phúc, mình là một người bạn gái tốt. Và nếu người đàn ông nào đó vì không trung thực mà dẫn đến chia tay ấy, thì là anh đó thiệt, chứ mình không có thiệt, mình không có mất. Mình nhắc lại, hai người trước khi đến với nhau phải là hai cá thể vững vàng và hạnh phúc trước. Trong một mối quan hệ thì bớt kỳ vọng và bớt phụ thuộc là bớt áp lực lên nhau. Bí quyết thứ ba của mình, và đây cũng là điều mà mình vẫn đang học hàng ngày, đấy là học cách đánh giá sự việc để biết cái gì đáng và cái gì không. Hai người dù hợp nhau đến mấy thì cũng không thể tránh được những sự khác biệt lớn nhỏ. Và đặc biệt là khi mối quan hệ đã lâu rồi thì bạn sẽ thấy là có những ngày tâm trạng vui vẻ cũng như có những ngày tâm trạng không vui, dễ cáu, đúng không? Đấy là cái chuyện hết sức bình thường của tất cả mọi người. Và khi mà đã có những cái sự căng thẳng thì bạn cần phải đánh giá xem chuyện này có đáng hay không. Những người càng cá tính mạnh thì càng cứng đầu và không bao giờ muốn chấp nhận là mình sai. Nhưng thực sự trong một mối quan hệ thì có rất là nhiều cuộc cãi vã và không có cái gì đúng hay sai cả, mà chẳng qua là đang đục thể đắt nhau về mấy cái chuyện vớ vẩn thôi. Nếu mà bạn đang ở trong một mối quan hệ và bạn không thể nhớ là tuần trước vừa mới cãi nhau về chuyện gì, thì chứng tỏ đấy là một chuyện rất vớ vẩn và không đáng để làm tổn thương cảm xúc của nhau. Thì nếu muốn duy trì mối quan hệ lâu dài, bạn cần phải xác định những cuộc cãi nhau kiểu này bằng cách tự hỏi mình là cái chuyện này nó có đáng để thổi lên thành một cuộc cãi nhau và làm người yêu của mình buồn hay không. Nếu câu trả lời là không thì bạn cần học cách làm hòa và không nhất thiết là phải trình bày xin lỗi hay là cái gì nó kinh khủng quá cả. Chỉ cần một chút thiện chí hay là pha trò cười một tí thôi là những cái chuyện cãi nhau vớ vẩn nó sẽ nhanh chóng qua đi. Thì những cái chuyện nhỏ là như vậy, nhưng ngược lại nếu nó là chuyện lớn liên quan đến quan điểm sống của nhau thì bạn cần phải bình tĩnh nói chuyện cho nó rõ ràng. Có một số cặp đôi có những khác biệt về quan điểm rất lớn, ví dụ như chuyện nơi sống, chuyện con cái, chuyện tiền bạc, chuyện tôn giáo, chuyện gia đình, nhưng vì ngại va chạm nên cứ cố lờ đi với hy vọng là nó sẽ tự qua đi. Nhưng những cái này nó không thể qua đi được nếu không nói chuyện rõ ràng để tìm ra một giải pháp chung ấy, thì những chuyện đó nó sẽ chỉ bị lạc sang một bên và nó sẽ quay lại và càng ngày nó càng nghiêm trọng hơn thôi. Bạn phải học cách đánh giá sự việc, cái gì đáng phải nói thì nói cho rõ ràng, không nên giữ trong lòng như một quả bom nổ chậm thì sớm muộn thì nó cũng sẽ nổ. Còn cái gì nhỏ nhỏ không đáng thì thôi, cho qua. Bí quyết thứ tư là hãy luôn cho người bên kia một cơ hội để giải thích. Những cặp đôi mà cùng một quốc tịch, cùng một màu da đã thế, những cặp khác ngôn ngữ, khác màu da lại càng phải thế. Tại vì bây giờ bạn hình dung nha, hai cá thể với hai bộ não khác nhau, khi mà giao tiếp phải dùng một thứ quy ước chung gọi là ngôn ngữ. Nhưng cùng một từ ngữ mỗi người sẽ có cách diễn đạt khác nhau, sau đấy cái từ ngữ đấy lại được hiểu theo những cái cách khác nhau.
những cặp đôi như kiểu một người Việt, một người Anh nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh thì sự khác biệt nó nhiều hơn một chút. Và khó khăn nhất ấy, là đối với những cặp như kiểu người Việt với người Pháp, xong rồi nói chuyện bằng ngôn ngữ thứ ba, tiếng Anh chẳng hạn, thì cái sự hiểu nhầm nhau trong cách sử dụng ngôn ngữ khi giao tiếp là ít hay nhiều tùy từng trường hợp. Nhưng mà theo năm tháng ấy, thì ít nhiều kiểu gì cũng có. Nhiều khi người kia sẽ nói một câu gì đó làm bạn cảm thấy bực bội, tự ái, thế nhưng mà việc bạn cần làm là giữ bình tĩnh và lắng nghe người ta giải thích kỹ lại cái ý của người ta khi mà người ta nói câu đó. Vì nhiều khi bạn nghe bạn cảm thấy người kia không có ý tốt nhưng thực ra họ chả có ý gì cả. Và điều bạn cần phải làm là cho họ một cái cơ hội giải thích, bớt nói áp đặt lại, lắng nghe nhiều hơn, và nếu vẫn không vui thì giải thích cho họ là câu nói đó làm cho bạn cảm thấy như thế nào. Giao tiếp là yếu tố cơ bản nhất trong mọi mối quan hệ nhưng nó không hề đơn giản, và bạn cần phải lắng nghe nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn để hai bên hiểu ý nhau hơn. Từ đó thì mối quan hệ mới lâu dài được. Bí quyết thứ 5 là đừng bao giờ nghe những định nghĩa về tình yêu đích thực của người khác. Kể cả tất cả những gì mình đã nói ở trên, nếu bạn làm hoàn toàn ngược lại mà hai bạn vẫn cảm thấy thoải mái vui vẻ thì đừng nghe một chữ nào mình nói là chuyện yêu đương là chuyện chỉ của hai người bạn mà thôi. Và các điều khoản thỏa thuận cũng như cách mà bạn làm mọi thứ đều hoàn toàn là riêng tư giữa hai bạn. Bản thân mình cũng từng nghe rất nhiều câu chuyện kiểu như là tại sao tụi mình lại yêu nhau kiểu đấy, nếu mà yêu nhau không ghen thì không phải là yêu, nếu yêu nhau mà giờ này còn chưa đám cưới thì không phải là yêu, nếu yêu nhau mà thế này thế kia thế nọ thì không phải là yêu. Rất là nhiều người muốn góp tiếng nói vào những cái chuyện không phải của mình, trong khi chuyện của bản thân mình nhiều khi cũng chưa ra làm sao. Có quá nhiều thứ áp đặt lên chuyện riêng tư của người khác. Đàn ông thì phải yêu phụ nữ, người Bắc có một yêu người Nam, tuổi hình thì không được cái tuổi ngọ, đàn bà một đời chồng thì không ai yêu. Không các bạn, đây là cuộc sống của các bạn, lựa chọn của các bạn, niềm vui của các bạn, và việc riêng tư này hoàn toàn không liên quan hay ảnh hưởng đến ai. Vui các bạn hưởng, buồn các bạn chịu. Nếu việc của bạn mà bạn lại quyết định dựa trên sự nói ra nói vào vô lý của người khác thì đến khi bạn bất hạnh bạn đi bắt đền ai. Hãy yêu theo cái cách mà làm cho hai bạn hạnh phúc và thoải mái nhất. Hy vọng là các bạn thích video vừa rồi. Nếu có tâm sự gì thì kể cho mình ở phía dưới nhé. Và nhớ đăng ký kênh của mình thì mình sẽ quay lại với rất là nhiều video nữa.